5 loại thực phẩm ăn trước khi uống giảm nồng độ cồn nhanh nhất. 1. Trứng. Trứng cung cấp 6g protein trong mỗi quả cỡ vừa. Ăn thực phẩm giàu protein giúp dạ dày no lâu, giảm nồng độ cồn. Trứng có thể luộc chín hoặc trộn với các loại rau để có thêm chất xơ. 2. Yến mạch. Yến mạch cung cấp chất xơ và protein dồi dào, hỗ trợ cảm giác no lâu và giảm tác dụng phụ của cồn. Khẩu phần nửa cốc 40g yến mạch chưa nấu chín có gần 5g protein, 4g chất xơ, magie, selen và sắt. 3. Chuối. Mỗi quả chuối lớn có tới 4g chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào máu, là món ăn nhẹ phù hợp trước khi uống rượu. 4. Sữa chua Hy Lạp. Sữa chua Hy Lạp cung cấp một lượng protein, chất béo và carb, tinh bột. Protein giảm tác động của cồn lên cơ thể bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ. Dưỡng chất này cũng có thể ngăn chặn cơn đói và cảm giác thèm ăn do cồn gây ra. 5. Quả mọng. Dâu tây, mâm xôi, việt quất chứa nhiều chất dinh dưỡng gồm chất xơ, mangan, vitamin C và K. Chúng cũng giàu nước, giảm tác dụng của cồn như mất nước. Bên cạnh đó, có thể bảo vệ tế bào chống lại tổn thương do rượu.